mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Lời khuyến khích đầu năm. Vạn Phật Thành ngày 10 tháng 2 năm 1983. Thời gian qua thật là mau, giờ đây năm cũ đã hết và năm mới đã tới mà mình chẳng hay biết. Đời người cũng vậy, từ lúc sinh ra đến khi già rồi chết, mình cũng chẳng hay biết. Sinh, lão, bệnh, tử, quay cuồng, chóng vánh, mà con người thì hồ đồ, cứ để hết năm này đến năm khác trôi qua. Nếu chẳng giác ngộ vấn đề sinh tử thì mình sinh ra một cách hồ đồ, rồi chết đi một cách hồ đồ. Sống như vậy còn có nghĩa lý gì? Hãy nhìn xem, mỗi quốc gia, mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều hướng về con đường già, chết đấy. Sinh ra trong hồ đồ, rồi chết đi trong hồ đồ. Sinh tử hồ đồ là do bị vô minh che lấp. Vì sao có vô minh? Vì nhất niệm bất giác sinh tam tế. Nghĩa là do một niệm ngu tối mà sinh ra ba trạng thái vi tế của tâm thức là nghiệp tướng, hiện tướng và chuyển tướng. Một khi ba tướng đã phát sinh thì biến hóa vô cùng tận. Do đó, trong cuộc sống của mình có ngàn vạn trạng thái đủ thứ nhân duyên. Nếu mình giác ngộ được trạng thái này thì phải mau phát tâm bồ đề, cầu có trí huệ để thông suốt mọi sự. Phật là đấng vô cùng trí huệ, hết sức thông đạt, cho nên Ngài được gọi là bậc đại giác. Chúng ta cần phải từ nơi chỗ hồ đồ, ngu muội mà trở về chỗ minh bạch sáng suốt. Trước tiên cần phải tận lực quét sạch đi tất cả những thứ, thói hư, tật xấu, lỗi lầm, và lúc đó trí huệ quang minh sẽ hiện tiền. Năm nay, Tết đến, chúc các vị sinh tâm đại giác ngộ. Một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần, như cá cạn nước, thử hỏi gì vui. Đại chúng, hãy siêng năng tinh tấn, như đầu bị đốt, luôn nhớ vô thường, chớ mặc buông lung. Ha ha ha,